Ok, em chào bác, chào tất cả anh em nhé. Lại có một cái video để em xả hàng cho bác và anh em đây. Ở đây thì em có một con DBX VS1033 quản lý nguồn, thiết bị phòng hát gia đình rất là tốt. Thứ hai nữa, để phòng điện dân dụng anh em sử dụng thì nó rất là hiệu quả và an toàn luôn. Mẫu này thì ngày hôm nay em có đúng một con duy nhất, do quá trình vận chuyển nên là nó bị móp một chút, nó méo ở hai cái cạnh rìa đó bác ơi. Thế nên là em quyết định em xả luôn cho bác và anh em, có một bộ duy nhất thôi. Đây. Đấy, anh em nhìn một chút này, nó méo, hơi méo một chút thôi. Về các bác anh em có thể là lấy kìm mà các bác anh em kéo ra nó thẳng thôi mà, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà bên em thì đã hàng mà nó có vấn đề như vậy, nó có về hình thức một chút thì bên em sẽ sẵn sàng em xả thôi, giá bằng gốc cho các bác và anh em. Con này thì đang bán giá khuyến mại là 1.1 triệu, mà giá niêm yết thì là 1.3 triệu. Nhưng ngày hôm nay thì có một con duy nhất em thanh lý cho các bác và anh em để giá uy tín luôn. Giá này thì giá lỗ rồi, 950.000. Đấy, anh em nào đang có nhu cầu muốn mua quản lý nguồn mà đã xem những cái dòng VS1033 rồi, bên em khả năng là điều kiện kinh tế chưa có một chút mà đang thiếu một chút, thì các bác và anh em có thể nghiên cứu ngay em này. Về hình thức bên trong thì nó vẫn như mới quá nhỉ, không phải là như mới mà nó là hàng mới luôn quá, nó là hàng mới luôn. Thì trong quá trình vận chuyển em lấy theo lô mà, thì nó có đúng một con duy nhất này, nó bị bẹp, nó bị méo một chút, nó móp một chút ở cái mặt tay này, ở hai bên rìa anh em thấy này, ở video các bác và anh em nhìn qua một chút đây, đấy, méo một chút rồi đây, ở bên cả hai bên các bạn. Đấy, thì do nó đè vào, em không biết là vấn đề như thế nào, nhưng mà nó đè vào, nó bị cái mặt trước thì nhìn nó bị móp vào bên trong một chút. Về anh em có thể lấy kìm hoặc em lấy búa em ghè ra cũng được, nhưng mà em nghĩ là để như này thì cũng chả sao cả, vì hai cái này nó móp lại giống nhau thì lại có cái điểm hay, thì nhìn nó lại có vẻ là nó lại hay các bạn. Đấy, nhìn xem này. Đấy, thì nó đang có giá là 1.1 triệu các bác nhé. Thì em xả các bác và anh em thanh lý luôn cái mẫu này, mới 100%, có bảo hành 12 tháng các bạn. Nhưng con này thì không có đổi 1 đổi 1 được, bởi vì em đã nói luôn các bác và anh em là hàng thanh lý rồi. Hàng thanh lý thì có một con duy nhất mà em cũng biết là em đổi cho bác và anh em kiểu gì, nên anh em thông cảm giúp em. Đã giá rẻ rồi thì sẽ không có 1 đổi 1 các bác nhé, nhưng mà có bảo hành. Đấy, có bảo hành 12 tháng, có vấn đề gì hỏng móc máy em sẵn sàng em bảo hành cho bác và anh em luôn. Đã bán hàng thanh lý bên em luôn luôn có chế độ bảo hành, các bác anh em yên tâm. Không phải là cứ thanh lý là bên em bán xong là bỏ đấy hoặc là hết nhiệm vụ đâu. Bên em đã bán hàng cho bác và anh em luôn luôn có trách nhiệm là bảo hành. Nên các bác và anh em yên tâm nhận hàng. Bên Tùng Audio các bác và anh em biết rồi, đang là một trong những thương hiệu lớn trên thị trường rồi. Anh em yên tâm. Và mẫu này thì em sẽ nói qua cho anh em nào chưa biết một chút này. Con này sẽ có 8 cổng cắm mặt sau và một mặt trước, sẽ có thêm một cổng nữa, là tổng cộng là 9 cổng cắm cho anh em cắm những trang thiết bị âm thanh này, hoặc là các bác và anh em cắm những đồ điện dân dụng. Ở đây mặt trước thì sẽ có mặt màn hình điện tử hiển thị điện áp, ở đây thì sẽ có những cái đèn led và hiển thị cho 8 cổng cắm cho anh em. Và khi các bác và em tắt nguồn đi thì sẽ tắt theo chế độ từ 8 xuống 1, hoặc bật lên thì nó sẽ bật từ 1 lên 8 cho anh em nhé. Mặt trước ở con này thì sẽ có một cái cầu giao tổng. Khi các bác và anh em sử dụng những trang thiết bị phòng hát gia đình hay là điện dân dụng mà có vấn đề cháy chập lổ thì em cầu giao tổng này sẽ tự ngắt, thì nó đảm bảo các bác và anh em sử dụng trang thiết bị của bác và anh em một cách an toàn hơn. Đấy, mẫu này thì em cứ nói thật là giá niêm yết là 1.3 triệu, mà đang có giá khuyến mại, với ví dụ mà cái hàng nó không bị móp bên như này thì là 1.1 triệu. Thì có đúng một con duy nhất thôi, DBX1033 này em xả cho anh em với mức giá là 950.000 đồng. Đấy, mẫu này thì có bảo hành 12 tháng, hàng mới luôn các bạn. Đây, các bác và anh em nhìn trên một chút này. Mặt trên không có vấn đề gì anh em nhé, không có vấn đề gì cả. Nó chỉ một chút ở cái mặt trước này thôi. Để về anh em nghĩ là không có ảnh hưởng gì lắm đâu. Anh em có thể kiểm tra, nhận hàng có thể kiểm tra. Đấy. Về các bác và anh em có thể lấy kìm và lấy búa, các bác và anh em kè ra cho nó bằng nhau. Hoặc không thì cứ để như vậy cũng được, dùng không sao cả. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Các bác và anh em muốn mua DBX VS1033 thanh lý liên hệ ngay em Tùng các bác nha. Số điện thoại em để ngay trên màn hình cho bác và anh em dễ liên lạc. Xin chào bác.